Lê Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip này thì em Thanh sẽ phối ghép một bộ karaoke và có test cho một bác khách về một con súp hơi của TB. Thì con súp này là bát 50 anh em nhé. Rất là mới và đẹp. Đây, bát 50 của TB. Ở đây là ê căng của nó này, em sẽ bỏ ra. Con súp này thì nó sử dụng là một con bát của RCF. Con bát này của nó thì rất là gấu và mới. Đấy, anh em nhìn thấy cái màng, cái gân của nó còn rất là đẹp. Toàn bộ cái màng của con súp này nó đều có gia công bằng những cái vòng này. Nó cho cái màng này rất là chắc. Nên cái cảm giác đánh là súp cực kỳ căng. Rất là căng tiếng các bạn. Ở dưới đây anh em quan sát này. Nhện nó này. 1, 2, 3, 4 sóng nhện. Và nhện này còn rất là dài. Tức là con loa này còn khá là mới các bạn. Anh em mua về chơi thì phải nói là tuyệt vời. Đó. Con súp này thì em cũng chia sẻ luôn là về giá. Thì con này em đang bán là 6 triệu rưỡi một quả. Rất là đẹp. Cái này thì anh em mà phối ghép cùng với loa TB của hãng nó thì thôi rồi luôn. Hay lắm. Cực kỳ hay luôn các bạn. Mà con này nó đẹp. Con này thì nó thiết kế là thông hơi ra 4 đường. Thì anh em cứ hình dung những con súp kiểu như này. Nó sẽ đánh cho không gian ngắn và không gian gia đình, phòng hát của mình rất là hợp. Vì nó không đánh xa, nó không đánh quá xa. Đấy, tức là không đánh tầm 5-10 mét hay. Mà nó đánh khoảng tầm từ 3 đấy, từ 2 cho đến 5 mét là rất là hay đối với con súp này. Thế nên là con này chơi gia đình nó hợp. Anh em mà nhà ngắn ngắn chơi được cũng rất là hay rồi. Đó, và đánh rất là sâu êm. Rồi, bây giờ em sẽ cho con súp này lên để quay cho anh em xem. Con súp này nó rất là nặng các bạn. Đây, các bác nhìn này. Con này thì nó gân vải tầm dầu phủ keo. Ở phía trong của nó thì lại gân hơi màu sẫm sẫm một chút. Đấy, cái màng này. Đấy, anh em nhìn cái đường keo của nó đi rất đẹp luôn. Đấy, đây là một vài thông tin của con này. Anh em nhìn này. Đấy, TB Lao Sở Bích Cơ. Made in Việt Nam. 8 ohm. 600 watt. Đấy. Con bát này thì em nói luôn. Con bát này nó sử dụng con bát RCF của Italia. Đây, cái kiểu RCF nó rất giống kiểu này. Đó. Dâu này, anh em nhìn cái dâu này rất là to luôn. Rất là chất. Đấy, ở trên con này thì nó từ thường. Và nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lỗ thông hơi cho cái côn. Nó cực kỳ là tốt luôn. Cho nó tản nhiệt mà. Vì cái loại này nó là súp thì nó đánh cường lực rất là lớn. Ở đây thì nó có một cái tem của TB rất là đẹp. Đây là cái tem cờ của TB. Đấy. Thông số thì ví dụ như con này thì anh em cần những con đẩy khoảng tầm 800 watt đánh nó là rất là ngon rồi. Đấy, hoặc là anh em có đẩy mà chập kênh lại đánh thì phê lửa. Đấy, còn không chỉ cần những con đẩy khoảng 800 watt đánh thôi, rất là hay nhá. Đó, sau đây là đến cái phần em test cái chất của con súp này lên bằng một cái đoạn nhạc test để gửi tới anh em. Rồi. Đây là phần test nhạc cho bộ này anh em cảm nhận nhá. Chất âm rất là phê luôn. TB bát 25 này hát cực hay luôn. Và em có trang bị một con súp hơi 50 của TB luôn. Rất là gấu mèo. Thank you.
union of science and entertainment. Rồi thì em đã test qua cho anh em về tiếng nhạc.